Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục chơi Pokemon thì như đọc comment là mình đặt tiêu đồ bị nhầm. Mình thấy con nó giống đá quá, mình kêu nó là hệ đá mà không phải là ông. Con nó hệ basic với lại steel, con là hệ đá với lại hệ su linh á. Mình nhầm một chút mà anh em làm quá lên quá dữ. Thì mình đã đổi lại cái tiêu đề trong cái tập đó rồi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Thanh niên này nhìn có vẻ hot boy vậy. Nhìn vẻ sang chảnh nè, trên đầu có một cái tổ chim kìa. Tướng gù 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 gù. Rồi đến chính lại nha, Steel với Basic nha. Hệ sắt với lại hệ siêu linh. Mình hơi bị nhầm khá là bự, cục bự luôn ở trong cái tập tuần trước. Đắt ghê, chàng trai này có vẻ rất thú vị. Như là một người bạn cũ của nó. Thì một số vấn đề nó nhớ lại khi gặp, hình như gặp mình hay sao. Ôi, cho kỹ năng Z sắt luôn. Rồi mới có con hệ sắt giờ có thêm cái kỹ năng Z này thì thôi chứ bạn. Ôi, con bá cỡ nào đó trời. Kỹ năng chết để sắc ha, ok, trang bị ngay vào luôn. Steel nè. Metagross. Yeah. Ngon nha. Ôi, này là hủy diệt luôn á, hủy diệt thế giới luôn á. Con này trâu lắm luôn á. Được mệnh danh là cục sắt hiện thoại. Bây giờ để mình coi bản đồ mình cần đi đâu nữa nè. Mình phải đến cái râu cao cao một chút để mình ở Wonder West Sky Trail use partner. Ok, mình sẽ rời khỏi cái chỗ này trước khi là mình muốn làm cái điều gì đó. Ok, hồi nãy mình đi từ đây tới mà. Mình sẽ đi ra cái đường này, cưỡi thú đi cho nhanh nào. Vài bữa mình tiến hóa Mega con này cho mọi người xem, mình biết cách tiến hóa Mega rồi. Quan trọng là có tiền không thôi. Đâu giờ? Ê, chơi kỹ năng Z đi. Chết thử không? Ủa sao không xuống được ta? Để thử thách nè. Chơi con đó kỹ năng Z. Wow, lại cặp con này luôn. Scamory ở đây hả? Tao gặp mày muốn nát bước rồi đó. Mày hả bưởi? Yes, power. Wow. Hai cái luôn. Không phải là kỹ năng tốt mà nhưng là không phải cái hiệu ứng mạnh, nhưng mà mình nghĩ là đủ hủy diệt tất cả các con rồi đấy. Con cua di động. Yes, power. Con real crash. Wow, kỹ năng máy khoan. Ôi, con này trâu quá trời. Ăn một cái chiêu của mình rồi mà. What? Mày quýnh đã mất máu rồi hả? Ôi, trời ơi, đau quá man. Một đấm nè, cú đấm hiền thoại. Con này rất là may khi mình ra nó thì nó build skill khá là chuẩn cho con này. Ôi, giờ mình đi đâu tiếp ta? I wonder what guy trail us. Are you ready, partner? Mình sẵn sàng hồi nãy giờ rồi mà nhưng là... À quên, đi con này không thể qua đó được. Mình có thể đi thẳng qua được mà, đúng không? Đi bộ qua, trời ngu dữ trời. Chú con gà chú ơi. Thank you for the right to stop that bike. Ok. Yes. Ủa? Vậy là mình phải đi về là đi vậy hả? Ok, chắc ở trong đó nó chỉ làm vậy thôi. Không nhìn bản đồ được, cái này hơi thốn nè.
Chỉ là nhiệm vụ bắt đầu hình như vô trong cái tòa nhà đúng không ta? Nãy mình không vô. Đúng rồi, vô trong tòa nhà các bạn ơi. Ồ. Trong đây giống như cái khu mà ý con sâu. Ôi nhìn ghê quá à. À mình bị kỳ dị ứng với sâu các bạn ơi. Cảm giác sợ lắm. Sự là rất là sợ luôn á. À, mình đã tới đây thăm cho mình cái gì vậy? Comment sát hả? Cái này chi vậy? Ok. Lượm cái stick nào. Lượm sticker. Ông chú nhìn cái gì chăm chú vậy? Có gì cho cấu không? Chờ thôi. Ông chú. Cái gì? Hay. What's the mark of Stardust 10 times bright than 50? Không phải à. Sai cũng cho nó Stardust. Yeah, sai. Ông anh này nhìn có vẻ như là một dạng game thủ à. Chúng ta đi lên tầng chơi nào, có gì hot trong đây? Mày mà kêu tao chơi với mày tao cũng đuối á. Lên đây chắc mình nghĩ chủ yếu là đi kiếm cái sticker. Chắc nhiệm vụ của chúng ta là phải lên gặp cái ông này nè. Đây nè. Không phải luôn hả? Ôi, 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 ôi. Đi sâu thế. Ở cái cửa này nè. Như đây. Cái cửa này là bị bảo vệ đóng khóa rồi. Ui. Vô gặp thằng này. À. Cái thằng này là thằng tiến hóa còn Pikachu phải không ta? Pikachu. Từ anh ơi, em lượm cái này đã, làm gì làm. Thấy hàng phải lượm liền. Cục đá làm gì đây? Mel Mitel Dash Hell ở địa ngục ha. Đất, nó phải fail lộn. Từ không gian chắc cục thiên thạch đấy, đây cục thiên thạch đấy. Cái này là gì đây? The Pinterest Pokemon 2.0. Ok. Không hiểu. Không biết nó làm cái gì chứ không phải không hiểu. Cửa này vô rồi, nghĩa là cửa này không phải. Nghĩa là chúng ta phải vô lại cửa này, đi xuống dưới rồi chắc là. Ấy, không. À à, đúng rồi, đi qua cửa kia. Cái cửa mà security đó, bảo vệ bởi security à. Không được luôn. Rồi, how to out here. Ai. What the hell. Kẹt rồi, game lỗi. Pip pip pip. Ủa sao ra ta? Ai mày có thể chỉ cách mà được ra khỏi đây không vậy? Ông bạn, chỉ tôi cách ra đây đi ông bạn. Cảm giác quỳ ở không gian rồi đó. University. À, sao ra đây ông chú? Chú cứ lầy vậy sao con ra được. Rồi thấy cũng quỳ lắm rồi đó. Không ra được các bạn ơi. Mình có bị vướng có chỗ nào không vậy? Chỗ này đáng lẽ phải có cửa xuống đúng không? Không sử dụng được siêu thú rồi. Ok, xuống được rồi, đi thẳng ra xuống được. À, vải cái đường đi nước bước trong đây. Future of future. Giờ mình làm gì trong đây, đi ra hả? Ok. Trời ơi, ông dẹp cái đội quân sâu của ông giùm cái ông ơi, tôi nhìn tôi ớn quá. Nhìn thấy ghê vậy thiệt cái chứ.
Hãy nhìn xem, nó đang đếm hả? Counting là đếm hả? 6, đếm 6 hả? À. Bớt siêu thanh và nghĩ về khi tìm một cái Chaya Park là cái gì ta? À, sẽ vẫn có ăn. Cái này mình không hiểu lắm. Cho ba cái con này ăn hả? Tao nhìn mày tao thấy ghê luôn cái con sâu này. Cảm giác ghê vừa ấy. Ờ à, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Vẫn là cái nhiệm vụ ở trong đây. Để đi làm cho xong chứ nghĩ sao mà chạy lông nhông. Vô đây kiếm cái gì cho nó nè. Đi lên trên kia nói chuyện với thằng mập kia nữa quá. Mập ơi, có hướng giải quyết không? Cảm thấy bối rối rồi, không có hướng nào giải quyết được rồi. Không làm gì được cả. Wow, cái khúc này khó chơi nha. Quên. Thank you. Ai, sao mà quỷ ta, khúc này khó chơi vậy ta? Khúc này mà nó không hiểu này lắm. Nhiệm vụ thì nó cứ bắt làm ở đây, mà làm ở đây là làm cái gì? Ôi quỳ. À đây nè, trong đây. Đúng rồi. Con sâu khổng lồ. À con này bị lạc hay sao á? Con này nữa nè. Bọn sâu nó lạc, nó chui ra nấp hết. Nhìn mày ghê quá mày. Chắc là 4 con á, mình nghĩ vậy. Rum. Chui ra. 3 con hả? Đi ra. Mình đã tìm thấy được tất cả rồi. Nghĩa là 3 con. Ôi, cái bò kìa, trời ơi, nhìn bạn nhìn góc màn hình kìa. À, giờ là mình có lạc nữa rồi. Chắc là phải mà đi tìm con đó luôn, giùm quá. Chắc cắn rồi. Trốn, mày trốn ở đây đúng không? Bò đi đâu? Đi về nhà đi không? Thiệt chứ mấy con sâu này mệt đít nó thiệt. Rồi đi vô cái phòng thí nghiệm này, phòng mà có khóa nè. Nhìn nó mặt ngầu, mặt này lúc nào cũng mặt này tự nhiên Pikachu á, có cái đuôi cột cái cổ luôn. Mày fanboy dữ hả? Ơi, sao cho tao vô? Tụi mày vừa phải thôi chứ. Wow. Khu thí nghiệm mấy con sâu này á. Q. Làm gì với mấy con này vậy ta? Thí nghiệm cho nó hả? Để coi nó biến thành cái gì. À, sếp. Hiểu, biết cách chơi này rồi. Mình sẽ kết nối mấy con sâu này lại. Là nhiệm vụ của mình. Ok. À,
Đẩy lên. Đẩy lên. Quá đơn giản. Con này nó giúp tạo ra dòng điện hả? Chắc nạp thêm một chút nữa, cái này chưa đủ đâu. Nó đã hoạt động rồi kìa. Ê, vừa quýnh luôn vậy. Ôi, 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 con này. Ú, con này chưa có. Ê, sắt, sắt sợ điện phải không ta? Con sắt bị con điện quýnh mệt đúng không? Bắt được không? Ồ, không bắt được. Con này ngoài đồng cũng có nè. Ok, nếu bạn thích thì mình bắt con này cũng được. Nó defense con này, nó mạnh không? Nó kỳ hệ mình á. Mình quýnh nó sẽ bị không có effect đâu, nó chơi điện là hơi bị mệt á. Thôi mà đấm một đấm chắc cũng về làng à. Quá yếu tại vì nó cấp thấp quá mà. Mình cần làm thêm mấy con sâu nữa chắc luôn á. Biết mà. Cái này lên. Quá đơn giản. Chơi ba trò xếp hình. Đây là chuẩn năng lượng rồi đấy. Bây giờ mới là đủ năng lượng nè. Hoạt động mới là đủ công suất. Đây mới là đủ chuẩn nè. Ơ lại tôi ra quýnh nữa. Ồ. Con này tiến hóa rồi. Hồi nãy là con vô một phải không ta? Nếu mình nhìn không lầm. Đúng rồi, con này tiến hóa rồi. Thôi thế nào thì cũng một đấm về làng ông ơi. Chơi điện người ta còn sợ với mày chơi chưa đó làm gì. Một đấm. Wow, 600 kinh nghiệm. Thằng này là chùm tiến hóa mấy con Pokemon hệ điện hả? Cái gì chơi nữa hả? Cái này căng nè. Hay xếp sao trời? Ủa cái này chơi sao ta? À là mình chéo hả? Ok 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 ok, hiểu rồi. Wow, ghê thiệt chứ. Vãi thiệt, tụi mày chơi chơi dữ đó. Chết luôn ghê. Chắc dạt ra con dạng mega luôn quá. Ủa con này nó đứng nó tăng cơ cho mấy con sâu. Hay đó. Giờ cần tôi giúp không? Ơi hãy làm cái gì đi. Ok để tớ. Ôi ôi con mập. Hút hết điện rồi. Con này nó hút điện ghê vậy. Ơi sao quýnh u luôn vậy? Con này bị khùng. Thử thách của mình hả? Trời búp lên luôn ghê. Metarod go out. Level 33.
thì một đấm cũng về giường thôi chứ làm cái gì vậy? Phản đam à? Tạo ôi ghê à man, ghê à man, được thích thì chịu đập mày lại nè. Wow, con này đúng sợ điện. Một búa mạnh đấy. Ôi trời ơi, ăn thêm đậu nữa chứ. Gió phong hàn không có tác dụng đâu cu. Một đấm đó nè, crystal là mày đi luôn á, đừng có giỡn. Ây da, điện mạnh quá. Một đấm nè cu. Mình quýnh chúng nó bị giảm speed ta. Lại 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 lại, đấm cho nó cái nữa. Ồ chết rồi, chơi giáp gai rồi. Ồ still win luôn, cảnh sát luôn. Rồi nó chơi giáp gai ra, mình quýnh không được vô người nó. Con này khá là mạnh đó. Mày quá quýnh rồi. Ồ mày hung dữ hả? Hung dữ hả? Hung dữ với ai? Đừng hung dữ với tôi. Con này hả? Cho mày cái gen boost luôn nè. Bắn súng nè. Cho mày chết nè, cho mày chết nè. Mày mạnh vậy? Hồi máu cái đã. Là 120 à. Chọc tức mình hả trời. À, ok, kỹ năng Z cái đi. Mày sống được chiêu này tao khen mày là con chim sắt kìa. Con cọt. Cross drill cross. Máy khoan. Khoan cái mày banh giáp sắt mày luôn. Ủa cứng ta. Con này cứng vậy. Thôi về làng dưỡng sức đi ông nội ơi. Sao mày về đội tao mà mày yếu mà sao mày ra đây mày mạnh dữ mày. Một búa. Wow kinh nghiệm quá hấp. Cảm ơn, không có gì. Wow, nó tặng cho mình cái kỹ năng Z điện các bạn. Kỹ năng Z hệ điện. Electrical. Con hệ điện thì mình chỉ có con 500. Mình sẽ kiếm con nào ngon hơn. Pew. Rồi ok, hiểu rồi. Aftershock luôn á. Thằng này dạng như là một cái thằng nghiên cứu á. Ok, chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Kiếm con... ở cái gì đấy? Welcome to Battle Henry. That's not too broad, but effectively ready squid. First to hit for us to get dead. Cái này gì ta? Cái này dạng như đi vô thuê Pokemon đi quýnh hay sao á? Gì vậy?
Được cái item mặt nạ. Conrad finished the trial. Come on now, let's head past Mali Garden. Ok. Từ từ đã mày ơi, tao có đồ. Ok, thì mình đã tìm được cái con hồi nãy mình tính bắt rồi các bạn. Con Alakid. Con này tiến hóa lên một dạng điện cũng rất khá đẹp. Và mình nghĩ là mình không nên quýnh nó liền đâu. Tại vì bây giờ nó rất là... Con này rất là mạnh, mình quýnh nó có thể chết đấy. Giờ mình sẽ dùng bóng bắt nó ha. Fastball. Mình dùng Ultra Ball trước đây ha. Ném xem có bắt được mày không. Không cần quýnh luôn. Ôi trời, what the hell? Dễ vậy sao? Ui. Ngon. Được, 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 được. Trời ơi, quá là đã. Ui, ba dạng lận. Ba dạng lận các bạn ơi. Ngon rồi trời. Con này level 30 tiến hóa dạng 2. Để mình coi dạng... Thử dạng 3 nổi không? Không biết dạng 3 thì tiến hóa như thế nào. Để mình sẽ luyện nó lên 30 nha. 30 quá dễ đối với tập này rồi. Mình sẽ đổi con... con nào ta? Một con sẽ phải ra. Ok, do đó đi. Mình sẽ chọn do đó nè. Để thử con hệ điện này coi thế nào đã. Pokemon. Một con hệ điện. Ok, cho nó là vị trí đầu tiên ha. Mình cần phải cho nó kỹ năng Z điện. Mình cũng đang cũng muốn test kỹ năng Z điện. Mà thằng kia nó mới vừa tặng cho mình. Electric nè. Đấy. Ok. Thử coi nào. Đừng nó gặp con điện luôn nha. Ôi, gặp con này hả? Con này có chiêu hát ngủ hơi bị đuối á. Fighting. Shockwave, Thunderwave, Electron Ball. Wow. Kỹ năng ghét liền. Mình sẽ chơi. Nó có 3 loại Giga Volt hoặc là Thunderwave. Mình sẽ dùng Thunderwave thử coi. Ủa vậy thôi đó hả? À, Thunderwave là tạo kỹ năng kia nó búp điện lên cho nó tầm cao mới thôi. Con này hệ cỏ các bạn ơi. Wow, dễ, yeah, ok, hiểu rồi. Sóc quay nè. Trời ơi, hệ điện nó đẹp nha. Sóc quay, Electron Ball nè. Cái chiêu này mày mới thốn nè. Mới thốn nè. Wow, đẹp dã man. Ok, bây giờ mình sẽ luyện cho nó lên 30. Để tiến hóa được cái phờ 2 giống con kia ha. Rồi, mình đang quýnh với lại hai con điện. Thì chắc là mình nghĩ cái chuyến này là mình sẽ lên cấp luôn á. Thì mình sẽ quýnh con này bằng cái Thunderbolt. Mày kêu đồng đội xuống giúp à. Mình sẽ dùng kỹ năng Z điện lại nha. Hồi nãy là mình búp điện nó có thể là mình nghĩ là bây giờ là kỹ năng Z tốt hơn. Hết là mình dùng cái ở trên. Cái Giga Harvest này nè, cái dòng thứ tư á là nó ra cái kỹ năng kiểu như là đấm điện, nó tính theo cái chiêu đó nên là mình nghĩ là effect sẽ tốt á. Quýnh không? Đó, Giga Volt nè, cái này nè. U trời ơi, nó đẹp. Wow. Nó không phải là cái super effect mà nhưng mà mình thấy khá là đẹp khi chơi cái chiêu đó. Sắp quay thì chiêu đó là quýnh AOE, quýnh ví dụ nhiều địch nhiều á, còn này là nó quýnh rất là tốt khi gặp hệ điện. Hai con hệ điện quýnh nhau nhìn phê thiệt chứ. Đúng cái con mà đang cần hồi nãy luôn. Thì gặp quá đã, lên level luôn không?
tiến hóa luôn không? Ơi tiến hóa, yeah, 30 là tiến hóa con này rồi. Đã nha. Một con ụp ịch tiến hóa thành một con cục mịch. Các bạn không biết các bạn có thích con này không ha, nhưng mình thấy con này rất là dễ thương. Wow, và nó đã tiến hóa thành con Electabuzz. Tabuzz. Yeah, rất là đỉnh cao. Đỉnh nha, con này đẹp á. Rồi, con này có 3 hệ Electabuzz tiến hóa. Hệ cuối cùng sao ta? À, mình bị tiến hóa luôn cái con này rồi. Rất là dễ các bạn. Mình chỉ cần qua cái làng ở Alola phải không ta? Là sẽ tiến hóa được con này. Để từ từ mình coi trên bản đồ của mình coi. Có thể đi qua được cái về khu nhà đó không? Nếu được thì mình làm luôn cho mọi người xem một lần ba form luôn. Ok, good idea, một ý tưởng tốt ấy. Ơi quên chụp hình hả? Oh no no no. No. Not. Yes. Rồi, giờ không phải là lúc chụp hình đâu. Xây game cái đã. Xếp game. Mình lên battle gì đây? Nó bắt mình trở về thiệt chứ khổ. Ok, thì trở về. Mới có con hệ điện mới nhìn đã quá. Ở ghiền ghê, ghiền mấy con mà chơi điện như thế này nhìn rất là thích nha. À đứng đây đi mua map được mà, ngu vậy. À, hình như bến cảng nè. À, đúng rồi. Mình phải làm nhiệm vụ qua được cái Bonnie Island này nè. Thì mình mới mua được các bạn ơi. Cái chỗ ông lão này, chỗ đâu đâu cái nhà này nè. Mình sẽ được cái electrical. Ok, mình phải đi về. Để qua đó sau ha. Nếu được tập này thì nếu mà qua được thì quá tốt rồi. Ê, mà nó kêu mình đi qua chỗ nào nhiệm vụ chứ quên. Chỗ này hả, bay qua luôn. Bay qua cho lẹ. Có rồng mà chẳng bao giờ đi rồng hết. Yes. Ơi vô hồi máu đã. Quá đã. Cái con mình đang thích nhất nữa chứ, đang ghiền con hệ điện. Hôm qua là có con sắt khủng rồi, và con tăng cơ rồi. Nay có thêm con điện nữa thì quá chất. Cảm ơn chị. Đi nha. Vô đây làm gì nữa ta? Ui, lại là xích mích với bọn school đó hả? Tụi bay dám chọc giận thầy của tao à? Dạ, yeah, for real. À, để tôi. Mình vừa về mà để mình quýnh tụi nó đâu. Ôi, thằng chùm nè. Ra nó nhìn thầy mình với cái ánh mắt Xiaolin. Đập nó thầy ơi. Đập cho nó một trận đi. The hay boss tôi ghét ông chủ. Ai có thể đánh bại bạn và có thể let bạn bại never. Không bao giờ có thể đứng lên dịch lần được nữa. Một thằng team trong school bự này thuộc dạng cũng chất cũng cao á. Tất cả tránh ra cho quanh thể hiện nào. You must be right. Ủa nói nhiều dữ trời. Right quanh. Bạn đồng ý không? Dĩ nhiên. Em giờ là em cân hết đó, em không có sợ thằng nào hết đó. Thầy kêu thằng chùm tới đây luôn đi, em chịu thua liền luôn. Thằng nhóc. Hứa, thằng nhóc có cái kỹ năng chết. I will make me strong. À, ta sẽ thử việc mày. Nó nói với mình á. Ok, để xem mày làm được gì nào.
cười cợt. Đừng có đụng tới Quan, Quan giận là Quan cho mày ăn điện chết luôn á. Để coi mày là boss Buza, mày coi mày thế là thế nào. Ủa đẹp, nó có con này luôn. Ui cái con, cái con mình đang bắt trong Pokemon Bixemon. Con này là một cái hệ siêu linh với lại hệ hệ gì đó không biết nữa. Mình được rồi, mình sẽ cho nó ăn quả Electabuzz. What? Một hit. Metagod. Go out. Rồi, có bạn làm gì mình? Có bạn làm gì mình? Wow! Mẹ kỳ hệ. Mày bố tao à, nó mạnh dữ trời, trong kia nó đã mạnh rồi mà trong đây nó còn ghê hơn nữa. Không ổn rồi các bạn ơi, chiêu chiêu quýnh thượng không ổn rồi, mình chiêu basic với nó. Chiêu basic với nó đi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ồ, có vẻ chiêu này khá là hiệu nghiệm á. Trời ơi, cầm con Weren ra làm gì, con Vera đúng không? Tao nói tao đập mày một cái không về làng thì thôi luôn á, tao đập lại. Thôi chơi chiêu này đi. Trời, nó lấy con kỳ hệ, con này mạnh dữ á. Bố mày sợ mày quá, bố mày sợ mày quá cơ. Kiếp bay tinh luôn á, làm gì nhau. Ra đi cái con kìa. Tao sẽ hồi máu, tao sợ mày chắc. Sợ mày chắc, full restore luôn nè. Full restore luôn nè, anh sợ mày quá cơ. Quấn đi, quấn tôi đi. Dùng hết khả năng, kỹ năng chết đi. Đánh đầu ấy. Đầu ấy. Đầu đấy, nhưng anh có chiêu này kỳ hệ mày rồi, không sợ đâu. Mày tưởng mày mạnh hả? Bót chùm. Củ chuối với anh thôi cù. Chúng mày mặc hết hồn rồi. À, tao đã thấy nó. Tuyệt vời, tao đã đoán vậy. Giả bộ thua rồi, ổng làm cái mặt. Restop kick. Cái gì, cái nhầm lẫn gì với bạn không vậy? Có gì sai với bạn à? Bây giờ là cái thời gian mà để team mình thất bại hay gì mọi thứ hả? Đó là game quan thì không? Tôi sẽ nhớ cái chị ngày hôm nay. Đi. Mày là Hao hả? Ayuya. Sao? Đang dụ dỗ gì Hao của mình vậy? Ủa, mình tuyệt vời thiệt, mình gì đấy? Dead Kingdom. Ui, kỹ năng cho con Dead Way của mình. Cho lại gì vậy? À, mình đưa lại cái nón hả? À. Ơi, lại quý lộn quá nhìn á. Tuyệt vời, tập hôm nay là khá là thành công rồi đó. Có được con hệ điện cấp 2. À, tập sau thì nếu mình có được đi qua cái map đó thì mình sẽ tiến hóa luôn ha. Nhỏ này dễ thương, cái nhỏ này mình đang coi Pokemon trên cái gì ta, cái phần mà cái đảo này có con gì ta, Gen, con Gengar đúng không nhỉ? Nhìn dễ thương thiệt luôn á, lúc nào cũng cười à. Nó là nhỏ đọc sách thư viện á. Ok, chắc mình là tập sau mình sẽ đi vô round 11. Tập này là mình đã có được con điện cũng khá là thành công rồi. Để tập sau chơi tiếp ha. Được rồi, bye bye mọi người nha.